quá đẹp quý khách ơi. Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá tiếp tục lên sóng một con em nồi cơm nửa lít Yuzi Gucci. Ngoại hình đẹp, cam kết nguyên zin, nấu cơm ngon, mềm thơm dẻo. Ok, con này là con nửa lít, không có IH nha, nồi mâm nhiệt nên nhẹ điện. Cái này chắc cân gia đình hộp hai vợ chồng ăn được, chứ ba người ăn không được. Một lon hoặc lon rưỡi à nha. Mình đo test, ok, ngoại hình đẹp ha. Mình quay sơ sơ cho quý khách xem. Không chấm 54 lít ha. 100V, 450W ha. 2010. Ô, 11 năm mà còn đẹp, long lanh bà lanh luôn. Dây rút bình thường, dạ. Đây, đó, ok ha. Không có bị móp méo gì trơn nha. Đây, sôi xèo xèo nghe các khách. Ok ha. Rồi, đơn giản, dễ xài, dễ sử dụng. Chỉ cái nút này là chạy, nút này là tắt ha. Đó, giờ ha, cái đèn này chá. Đó, hiện giờ cái mô hình mũi tên nó nằm đây ha. Là nấu là nhà mặt nhà quy định, nhà sản xuất nấu chỗ này. Mình bấm sao không biết mà giờ chỗ này là nút này chỉnh nè. Nè, nhưng mà chỉnh nè. Thấy không? Mình về chỗ đó là mình nấu là ok ha. Khởi động lên nút này và mình tắt nguồn ha. Mình tắt nguồn nó sẽ mắc cái hình mũi tên ha. Bấm không được nha. Rồi có điện là bấm nút này ha. Là ok bình thường. Xài nút, bấm nút này khởi động, bấm nút này là tắt. Rồi ngoài ra không cần bấm gì nữa ha. Rồi quý khách cô chú chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay Chợ Tốt giùm em nha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách cô chú chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.